bên anh em mình xì rồng quanh này, lắp rồng rong ba lỗ keo cái này, các thứ này, em làm hay kiểu này, trò chắc, máy đường dài không bao giờ sợ long ấy, xì ra thế nào, xì nhẹ nhá, đừng xì mạnh quá. Đấy, như con này là toang này, không được này, đấy, không được luôn, xì này không bao giờ mát máy được, chạy đường dài không bao giờ mát máy được, áp hơi rất nhỏ nhá, không phải xì to nhá. Đó, mình xì test lại các bác nhá, đấy, các bác lại bơm rồi đây. Xì ít thôi các bác nhá, xì mạnh quá con nào chả bung, áp rồi không mạnh như thế. Đấy, kín chưa? Đấy. Không ra ok luôn. Chạy các bác bao luôn, bao mát máy luôn. Đấy. Thôi không mạnh quá đấy, hơi nào nó phải xì ra, áp rồi không mạnh như thế. Đấy. Đấy, quá ok luôn. Như cái phần kiểm tra ở trong này ngon ok các nhá. Các bác kiếm thêm một cái sim cái răng ở cái đầu dây cái công tơ mét ấy, các bác đút vào đây nhá. Đấy, nhiều khi là bảo kê luôn vùng này này. Cái thứ hai là cái bửa như này là nó hở ấy, sẽ bửa nhôm đầu này nó sẽ là đồ quay bửa luôn nữa, bửa đỉnh rồi đấy, các cái xung quanh phụ động nó sẽ ngoáy bửa ra một thời gian là đi cái dầu nó lột ra ngoài đấy, chơi là nó bảo kê luôn, dầu không lên hai tia chặt đầu đứt đất uy tín luôn. Wow, thì gặp phải đâu, uy tín luôn đấy. Tại vậy máy tôi là bị lỏng, đường dài bây giờ thì đầu nó luôn là viên nó lại bát hơn. Ra chưa được một tí là bọt mầm, quét luôn cùng.